Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý bạn, vì thế nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Quý bạn chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn, khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về thiên can, tân âm kim gặp kỷ âm thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý vị gia chủ Tân Sửu cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi tuổi Sửu năm 1961. Tháng 8 âm lịch, nếu vẫn đi làm, gia chủ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tốn hao nhiều công sức mà thành quả thu về chưa chắc đã được như mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa ảnh hưởng công việc vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc gia chủ khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách quấy phá và hãm hại. Tuy nhiên, cục diện bán tam hợp đem lại may mắn cho gia chủ. Khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Tân Sửu nỗ lực hơn, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế, nhờ vậy mà đạt thành tích được tốt hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này, vận trình tài lộc thăng trầm bất định, có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn quá chiều chuộng bản thân, mua sắm tiêu xài theo ý thích, cho nên tiền bạc có nguy cơ thất thoát một khoản không nhỏ. Hóa đơn tăng dần lên, tiền trong túi cũng vơi đi trông thấy. Mặt tốt là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm sự chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ, mà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Thu nhập tăng lên đồng nghĩa với các khoản phí tổn cũng tăng lên không ít, cần phải lên kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Tân Sửu rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Đường tình duyên tháng 8 âm lịch của các mệnh chủ Tân Sửu chẳng được như ý, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được, một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi, đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích, chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên nhớ rằng người ấy chính là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên cạnh mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương thì mối quan hệ vì thế cũng được nâng cấp nhanh chóng. Nếu vợ chồng, hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng. Chỉ cần vợ bớt một lời và chồng nhường một bước là được. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch Thổ, tháng Dậu lục hợp Thìn tam hợp Sửu và Tỵ thành kim cục, xung Mão hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý và Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày âm lịch ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức ngày 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa, ngày âm lịch ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Tý, có nạp âm Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức ngày 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Tý, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức ngày 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.